chiếc máy ảnh đầu tiên đã được phát minh cách đây hơn 200 năm. Kể từ lúc đó, chúng ta đã chụp lại được hàng nghìn tỷ bức ảnh. Nhiều nhất có lẽ là ảnh mèo. Nhưng có một số thứ chúng ta chưa bao giờ ghi lại được. Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu chúng là gì chứ nào? Sự dịch chuyển của thời gian. Các nhiếp ảnh gia đã cố gắng thể hiện sự dịch chuyển của thời gian thông qua việc chụp những bức ảnh trước và sau, hay những bức ảnh sử dụng kỹ thuật time-lapse cũng như phơi sáng cao. Nhưng họ chỉ có thể làm thời gian đứng yên. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì trong bức ảnh đầu tiên của bạn, bạn vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Tư tính. Khi bạn đặt một vài chiếc đinh trên một mặt phẳng và đưa một nam châm lên trên đống đinh thì những chiếc đinh sẽ bị hút lên. Tuy nhiên, hiện tượng vật lý phản trọng lực này không thể được ghi lại được bằng máy ảnh, cũng như không thể quan sát được trong đời thực. Điều duy nhất bạn có thể nhìn thấy đó là các tác động của tư tính mà thôi. Mùi. Hãy tưởng tượng bạn đi đến công viên để chụp một số bức ảnh hoa cỏ mùa xuân đi nào. Bạn có thể ngửi thấy mùi không khí trong lành, mùi đất ẩm, hương hoa lá và cây cối nữa. Nhưng khi bạn chụp ảnh, bạn sẽ không chụp được những mùi này. Ký ức của bạn sẽ phai nhạt dần trong những bức ảnh không mùi. Phụ nữ trên mặt trăng. Tổng cộng có 12 phi hành gia đã đặt chân lên mặt trăng và trùng hợp thay, tất cả đều là đàn ông. Phụ nữ cũng đã tham gia nhiệm vụ thám hiểm không gian từ năm 1963, nhưng chưa ai trong số họ được chụp lại trong khi đang đi dạo trên mặt trăng cả. Suy nghĩ. Khi bạn ngồi trên một chiếc ghế để ngắm cảnh vật thì tâm trí bạn bắt đầu bay bổng. Nếu có một nhiếp ảnh gia ở đó để chụp ảnh bạn, thì ánh mắt bạn là thứ có thể hiện rõ nhất quá trình suy nghĩ có thể được ghi lại bằng máy ảnh. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc và những biểu hiện trên khuôn mặt của bạn. Nhưng chính những suy nghĩ của bạn và những gì bạn có trong đầu sẽ vẫn là một bí ẩn không thể chạm tới được. Trọng lực. Thật dễ dàng để chụp ảnh một quả táo rơi từ trên cây. Nguyên nhân của hiện tượng rơi này là do trọng lực kéo các vật thể về phía trung tâm trái đất. Nhưng chúng ta không thể chụp lại được loại lực này. Và điều duy nhất bạn có thể thấy chỉ là tác động của trọng lực mà thôi. Quái vật hồ Loch Ness. Tôi sẽ không thảo luận chi tiết về những sinh vật huyền thoại trong video này đâu. Nhưng vào năm 1934, một bức ảnh đầy kinh ngạc của con quái vật này đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Mọi người đều tin rằng đó là sự thật. Mãi đến năm 1993 mới có một người đàn ông thú nhận rằng bức ảnh này chỉ là một mô hình được làm từ đồ chơi tàu ngầm mà thôi. Mũi nhân sư. Mặc dù bức tượng đá vôi 4.500 năm tuổi này đã được phục chế lại nhiều lần, nhưng hình dạng chiếc mũi của nó vẫn còn là một bí ẩn. Một số nhà khoa học đã cố gắng tạo ra các hình ảnh để mô phỏng lại phần khuôn mặt bí mật này. Nhưng cho đến nay, không ai biết những gì về chiếc mũi này biết cả. Vùng đất nằm dưới Nam Cực. Đã có thời gian lục địa này được bao phủ bởi thực vật nhiệt đới và động vật hoang dã. Nhưng trong 25 triệu năm qua, Nam Cực đã bị vùi dưới một tảng băng khổng lồ. Vài năm trước, các nhà khoa học từ Đại học California đã tìm cách lập nên bản đồ của lục địa nằm ẩn dưới lớp băng này. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy được sự thật qua một tấm ảnh nào cả. Vị. Khi một chiếc burger và đống khoai tây chiên ngon lành xuất hiện trên màn hình, chúng khiến bạn chảy nước miếng ngay lập tức. Hình ảnh chân thực đến mức bạn có thể cảm thấy mình sắp được nếm mấy món ấy trong miệng vậy. Xin lỗi, miệng tôi chảy đầy nước miếng rồi. Nhưng những tấm ảnh của chúng ta vẫn vô vị nếu các nhà khoa học chưa sáng chế được một chiếc máy ảnh có thể ghi lại mùi và vị đâu. Khí oxy. Không phải loại khí nào cũng vô hình. Một số loại khí có màu sắc rực rỡ có thể kể đến đó là nitơ dioxide, clor và v.v. Nhưng các loại khí trong khí quyển, chẳng hạn như oxy hay carbonic và hơi nước không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc chụp lại bằng máy ảnh thông thường. Những loại khí này có thể hấp thụ các bức sóng của tia UV và tia hồng ngoại, nhưng những tia này cũng không thể nhìn thấy được. Gió. Nếu bạn từng tìm một bức ảnh về bão hoặc lốc xoáy trên Google, thì bạn sẽ thấy cây cối bị bẻ cong và các vật thể bay toán loạn. Những cơn gió hình xoắn ốc sẽ liên kết các đám mây với trái đất, nhưng đó chỉ là tác động của gió chứ không phải là cơn gió. Gió vô hình cả trong đời thật lẫn trên hình ảnh. Nhân tiện, bạn có thể kể 3 thứ mà chúng ta không thể ghi lại được bằng máy ảnh không? Hãy liệt kê chúng trong phần bình luận nhé! Và bây giờ, hãy chuyển sang tín hiệu Wi-Fi.
Khi bạn sử dụng Wi-Fi để lướt net hay xem video, cách duy nhất để bạn biết kết nối có hoạt động không là nhìn cái biểu tượng nhỏ góc màn hình trên điện thoại của bạn. Bạn không thể chụp được tín hiệu phát ra từ bộ định tuyến. Sóng vô tuyến có bước sóng dài nhất, chỉ các nhà thiên văn học mới có thể chụp chúng bằng kính viễn vọng vô tuyến mà thôi. Cận cảnh mặt trời. Bạn có thể chụp lại mặt trời trên điện thoại của mình, nhưng sẽ không một tấm ảnh nào trong số đó được chụp từ một khoảng cách dưới 150 triệu km cả. Vào năm 2018, tàu thăm dò dự kiến Solar Probe Parker của NASA đã tới gần hơn với mặt trời và chụp được một vài bức ảnh từ khoảng cách 24 triệu km. Đầu năm nay, kính thiên văn mặt trời Inouye đã chụp những hình ảnh và quay những thước phim cực kỳ chi tiết về bề mặt của mặt trời. Những thiết bị này chưa bao giờ rời khỏi trái đất, nó chỉ có độ phân giải cực cao mà thôi. Một ngôi sao tại thời gian thực. Ánh sáng truyền đi với tốc độ 300.000 km một giây. Hệ thống các ngôi sao gần với chúng ta nhất đó là Alpha Centauri. Nó cách trái đất 4,37 năm ánh sáng về trước. Nếu hôm nay bạn quyết định chụp hệ thống các ngôi sao này, thì hình ảnh hiển thị sẽ là ngôi sao vào thời điểm 4 năm trước. Vài khía cạnh của thực tế. Giả sử bạn đang chụp ảnh một quả táo, đối với đôi mắt của bạn, nó có màu đỏ rực rỡ. Nhưng với một người bạn bị mù màu đỏ và xanh lá cây của bạn, quả táo có màu khác. Một con chim đại bàng có thể nhìn thấy nhiều hơn bạn 5 sắc thái của màu đỏ. Điều này có nghĩa là không ai có thể chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy màu sắc thật của vật thể trong cuộc sống và trong ảnh. Hạt lượng tử. Thứ nhỏ nhất từng được chụp bằng máy ảnh là bóng của một nguyên tử. Các hạt lượng tử thậm chí còn nhỏ bé hơn thế nhiều. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng các hạt nguyên tử phụ có tồn tại, nhưng chúng chưa bao giờ xuất hiện trên các màn hình của chúng ta. Toàn bộ dải ngân hà. Nếu bạn tìm trên Google hình ảnh của dải ngân hà, thì bạn sẽ thấy những đốm sáng đầy màu sắc có thể xuất hiện trên bầu trời và ban đêm. Nhưng nếu bạn tìm kiếm hình ảnh của toàn bộ dải ngân hà, thì có thể những gì bạn thấy chỉ là hình ảnh do máy tính tạo ra mà thôi. Vì bạn chỉ có thể chụp ảnh từ bên trong dải ngân hà. Nhưng các nhà khoa học tin chắc rằng dải ngân hà có hình xoắn ốc. Có chắc không nhỉ? Tháp Eiffel về đêm. Tôi biết bạn sắp tranh luận rằng bạn đã thấy hàng ngàn bức ảnh như vậy trên mạng. Nhưng hãy nghe tôi nói này, đó là một cái bẫy đấy. Nếu đi du lịch tại Paris, bạn có thể chụp bao nhiêu ảnh về công trình này tùy thích. Bạn cũng có thể đăng ảnh lên mạng bất kể ngày đêm. Nhưng hãy cẩn thận, một phần của tháp Eiffel được bảo vệ bởi luật bản quyền Liên minh châu Âu. Bất cứ ai cũng có thể chụp ảnh tháp vào ban ngày và sử dụng nó cho mục đích thương mại. Nhưng sau khi mặt trời lặn, các nhiếp ảnh gia phải trả tiền bản quyền. Lỗ đen. Vào năm 2019, các nhà khoa học đã chụp được một bức ảnh về một lỗ đen cực lớn cách chúng ta 85 triệu km. Nhưng các lỗ đen không thể được chụp lại bằng máy ảnh bởi vì chúng hấp thụ ánh sáng. Thứ mà các nhà khoa học có được là bóng của lỗ đen và ranh giới của nó. Ranh giới này được vạch ra bởi vật chất phát sáng xung quanh lỗ đen. Banksy làm nghệ thuật. Nghệ sĩ graffiti ẩn danh này đã vẽ lên tường những bình luận về xã hội và các tác phẩm nghệ thuật hài hước. Nhưng chưa ai từng nhìn thấy hay chụp được bức ảnh nào của người nghệ sĩ này khi ông đang vẽ nên những kiệt tác của mình. Mặc dù các tác phẩm nghệ thuật của ông bán được hàng triệu đô la, nhưng không ai biết ông là ai hoặc ông làm việc như thế nào. Và không phải là vì chúng ta không cố gắng đâu. Nhiều người đã cố gắng tìm hiểu thông tin về người nghệ sĩ này, nhưng không thành công, cứ như là nhìn trái nhỉ. Vật chất tối. Tất cả các vật thể trong vũ trụ như những ngôi sao, hành tinh và các thiên hà đều được tạo thành từ vật chất. Vật chất này hút vật chất khác nhờ vào lực hấp dẫn. Khi các nhà thiên văn học đang cố gắng tính xem các ngôi sao di chuyển nhanh như thế nào trong thiên hà, họ đã phát hiện ra một vấn đề với các tính toán của mình. Trên thực tế, các ngôi sao di chuyển nhanh hơn so với những gì họ nghĩ. Cứ như thể có thứ gì đó đang can thiệp vào tốc độ của chúng vậy. Các nhà khoa học đặt tên cho thứ bí ẩn đó là vật chất tối. Nó được tạo thành từ các hạt không hấp thụ, phát ra hoặc phản xạ ánh sáng. Đó là lý do tại sao vật chất tối là một hiện tượng nữa chưa được chụp lại bằng máy ảnh. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay, thì hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè. Và đây là một số video thú vị khác mà tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé!